Đây là căn nhà gỗ xưa của hội đồng ha cô chú anh chị. Đây là có niên đại là khoảng 127 năm ha. Nhà thì đã hoàn thiện rồi ha. Hôm bữa khoa có quay một tập cho cô chú anh chị thì chưa có hoàn thiện á. Hôm nay thì khoa sẽ quay lại cho cô chú anh chị mình xem các trưng bày nội thất và gỗ quý bên trong để mình xem lại một lần nữa cho cô chú anh chị mình theo dõi video khoa ha. Khoa xin thân chào cô chú anh chị nhà đầu tư, anh em môi giới và bà con cô bác ha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt ở đây thì đoạn thuộc xã Tân Thới của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì cô chú anh chị mình thấy cái căn nhà nội thất gỗ bên trong đây ha. Đây có một căn nhà hồi xưa của hội đồng. Thì hôm bữa cái tập trước Khoa quay thì hiện trạng nó chưa có hoàn thiện lắm. Thì hôm nay là đã hoàn thiện rồi ha, 99% rồi. Thì hôm nay Khoa sẽ quay lại tổng quát sơ bộ cho cô chú anh chị mình có một cái nét nhìn về cái sản phẩm căn nhà của mình. Thì cái hướng này là trước đất mình là đường nhựa, đường 8m rộng rãi nha cô chú anh chị. Đoạn này thì xe hơi, xe tải cô chú anh chị mình chạy thoải mái ha. Cái hướng này thì đi lên trên ngay chỗ đầu mỏm đó, thì quẹo qua bên trái hoặc bên phải thì cô chú anh chị mình sẽ thấy rất nhiều cái nhà gỗ nghỉ dưỡng ven sông của các đại gia Sài Gòn và các anh chị ở Sài Gòn họ về đây thì họ tập trung họ mua những cái miếng đất mà vườn có view rạch view sông này để họ cất nhà nghỉ dưỡng ở khu vực này khá là nhiều ha. Đó, còn cái hướng ngược lại của mình là đi xuống bến phà Bình Ninh. Từ đây đi xuống bến phà Bình Ninh là khoảng chừng một cây số, đó là xe đụng bến phà Bình Ninh. Cô chú anh chị mình có thể đi về Sài Gòn, đi về Mỹ Tho, đi về thành phố Gò Công thì rất là gần ha. Từ đây xuống dưới khoảng 1 km thì có một cái chợ, đó là chợ của ấp Tân Phú và trường học của ấp Tân Phú ha. Rẽ bên tay trái là cô chú anh chị mình sẽ đi về bến phà Bình Ninh. Nó qua phà Bình Ninh là tiếp giáp với chợ gạo rồi. Cô chú anh chị mình có thể đi về các tỉnh miền Tây và đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn cô chú anh chị mình chạy thẳng luôn thì sẽ đi xuống trung tâm của xã Tân Thới này ha. Đó xuống đó ủy ban, chợ của xã, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì bán kính trong vòng khoảng chừng 4 km là cô chú anh chị mình đã tiếp cận được đầy đủ tiện ích rồi ha. Rồi, cái tổng quan căn nhà của mình hiện tại thì bên ngoài thì gia chủ họ cuốn rào nhìn rất là kiên cố nha cô chú anh chị. Rào bằng kẽm, rào bằng tường bê tông cốt thép và sắt ha, khung sắt rất là kiên cố luôn nè. Nó cổng, cái diện tích của cái cổng mình, cái chiều ngang tiếp diện của cái cổng mình là khoảng 4m, thì xe hai chiếc xe hơi cô chú anh chị mình đậu vô sân thoải mái ha. Đó, nó là hàng rào giáp vòng xung quanh đất luôn. Trước đất thì gia chủ họ lắp đèn năng lượng mặt trời để cho lấy cái ánh sáng ở ngoài sân, ở ngoài đường của mình ha. Thì cái mấy cái cây này thì do nhà nước họ trồng nè cô chú anh chị, tuyến đường nông thôn nhà nước họ trồng ha, trồng hoa nè. Cột thì cây cột rất là kiên cố luôn ha, cột cổng nè. Đó, bước vào trong căn nhà mình sẽ thấy một cái nhà hình lục giác để cô chú anh chị mình, gia đình mình về đây mình uống trà, mình sinh hoạt gia đình ha. Bộ gỗ thì bằng gỗ đỏ luôn nha cô chú anh chị. Cái chân của cái đế bàn xây của mình thì bằng gỗ nhãn ha. Gỗ này rất là xưa luôn. Bàn này bàn xây luôn nha cô chú anh chị. Này ha. Đó, nhà lục giác của mình này ha. Rất là đẹp luôn. Bằng ngói này hồi xưa lập là ngói xưa đem về để làm lại luôn nè cô chú anh chị. Cây thì cột thì bằng dừa ha. Còn trên đó thì thao lao. Và cái xương này nọ thì thao lao hết ha. Nhà hình lục giác. Đó, bên tay tay bước vào thì bên tay phải của mình là sẽ có căn nhà lục giác này ha. Rồi bước vào bên trong thì cô chú anh chị ha, gia chủ họ rải đá để cho sạch cái không gian của mình bước vào bên trong ha. Đây thì có rải một hàng gạch để bước vào đi trồng vào bên trong của mình. Phía trước sân của mình thì trồng một số loại cây hoa kiểng này cô chú anh chị. Như cây này thì đó, các loại hoa kiểng cũng khá đẹp ha. Cây mai nè, cây mai tứ quý, rồi mai dù. Cây này là cây cái gì Khoa cũng quên ha. Cây này cũng rất là thơm nè cô chú anh chị. Đó, phía trước của mình thì có một cây dừa để lấy bóng mát nè ha. Dừa trái rất là sai luôn nè cô chú anh chị. Dừa này dừa nền ha, dừa nền đủ đất ăn cho nên cây dừa trái rất là sai luôn ha. Đó. Thì bên trước đất thì trước cái hành lang sân của mình thì cũng trồng một số loại hoa và này là dây đậu nha cô chú anh chị. Này là dây đậu á, cô chú anh chị mình có thể thu hoạch. Này ha, được một dàn hoa kiểng ha, hai cái chậu bông
bông này hoa sen nha cô chú anh chị. Đây là một loại số loại kiển thì gia chủ họ cũng đã đặt vào cái khoảng không gian sân của mình. Còn đây là cây bông giấy. Thì còn bên cái khoảng hàng rào thì trồng trúc nè. Đó, trúc dài ra ngoài sau để lấy cái khoảng không gian xanh mát cho cô chú anh chị ha. Bên hông thì có một cái loại dây. Thì nãy Khoa cũng thắc mắc, Khoa cũng hỏi gia chủ thì đây là dây gì. Thì chủ bọn anh báo là trái bí, nhưng mà trái bí này ngộ lắm nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, nhìn tổng quan từ bên ngoài nhìn vào căn nhà của mình á, bên hông mình có cái hành lang. Hành lang để sinh hoạt gia đình, phía trước thì cũng có hành lang. Nhà này nhà 4 gian nha cô chú anh chị. Gỗ toàn bộ mà gỗ đỏ nè. Cột rất là kiên cố luôn ha. Cứng như đá luôn cô chú anh chị. Vách này nọ thì toàn là vách thao lao, ngói thì lợp bên trong xương rất là dày ha. Đó, rất là đẹp luôn nè, khoảng hành lang sân của mình. Bên hông của mình thì có một cái khoảng hành lang, gia chủ họ thiết lập là họ đặt rất là nhiều cái kiệu ở đây để cô chú anh chị mình hứng nước mưa ha. Đó, hứng nước mưa nè. Khoảng 20 cái kiệu á, 2 4 6 8 10 12 14 cái kiệu ha. Hứng nước mưa nè cô chú anh chị. Những cái kiệu này là đầy nước mưa hết rồi nè. Mùa này mùa mưa thì gia chủ họ hứng sẵn hết ra ha. Cô chú anh chị mình vô là chỉ việc sử dụng thôi. Điện thì có câu điện sẵn luôn nè, đường dây điện nè. Cô chú anh chị mình có thể đi lại đường dây điện cho sạch đẹp ha. Có đèn năng lượng mặt trời, camera lắp sẵn luôn nè cô chú anh chị. Đó. Bước vào khoảng không gian nhà của mình đây ha. Mình sẽ có được 4 bộ cửa. 1 2 3 4 bộ cửa ha. 4 bộ cửa thì nhà 4 gian thì họ thường thiết kế như thế này ha, và một cái cửa hành lang đi sau ha. Bên trong nhà của mình cây nè, cửa nè cô chú anh chị thấy rất là cứng cáp luôn đó. Khóa này bằng khóa sắt hồi xưa luôn nè. Bước vào bên trong căn nhà của mình thì gia chủ nói chung là đầy đủ các nội thất, trang trí đầy đủ nội thất ha. Bộ này là bộ dán, bộ sập, người ta kêu là bộ sập ha. Đó, bộ dán gỗ nè, bộ dán gỗ bằng gỗ nguyên tấm luôn ha, dày rất là dày luôn nè. Đó, gỗ nguyên tấm luôn, gỗ này bằng gỗ đỏ luôn nha cô chú anh chị. Đó. Và cái khoảng bàn thờ thì bằng gỗ lim nha. Cô chú anh chị mình về đây tham quan căn nhà này thì sẽ thấy cái giá trị của cái dàn gỗ ha, rất là cứng cáp luôn. Đây thêm một cái bàn thờ nữa, đây là chính là cái bộ bàn giữa của mình, có sẵn bình trà đó cô chú anh chị. Gỗ bằng gỗ đỏ hết ha, mấy cái và ghế này bằng ghế gỗ đỏ, cái bàn thì bằng gỗ lim nha cô chú anh chị, bàn bằng gỗ lim. Đây cũng có cái dàn bàn bằng gỗ lim. Đó. Nhà mình thì thiết kế theo của 4 gian nè. Đó. Rất là sạch đẹp luôn. Có bộ tủ hồi xưa nè. Tủ này tủ quần áo ha. Tủ xưa tủ quần áo. Bộ giường ngủ theo thiết kế xưa ha. Giường ngủ này bằng gỗ lim luôn nha. Ba cái dáng này bằng thao lao. Nhà gỗ xưa cho nên nhà cửa rất là nhiều ha. Nhà theo kiểu phong cách hồi xưa. Đây có bộ cửa sổ nè. 4 gian thì đều có 4 cái bộ cửa lớn. Bên kia có cửa sổ. Trên gần nóc của mình thì gia chủ họ lắp đặt một hệ thống mà đang lấy sáng là lắp bằng kính ha. Những cái kiểu thiết kế hoa văn của khuôn bao xưa luôn, kiểu thiết kế bằng gỗ hết ha. Đây là bộ tủ ly, tủ chén, tủ quần áo thì cô chú anh chị mình có thể đặt những cái thứ gì cô chú anh chị mình cần vào đây ha. Đây có những cái gọi là công cụ thiết kế để làm vườn hồi xưa nè. Đó, toàn là đồ xưa luôn nè cô chú anh chị thấy không. Đó, này thì gia chủ họ đóng sẵn vô tường luôn cho nên lấy cái phong cách đẹp. Đó, sẵn ở đó luôn ha.
Đây là cô chú anh chị. Đây có mấy cái kiệu để đựng muối, gạo, trang thiết bị cần thiết để sinh hoạt nấu ăn này nọ ha. Theo mấy cái kiệu hồi xưa nè. Cái này cái cối đá hồi xưa để cô chú anh chị mình nếu mà tham quan tìm hiểu cái cối đá này hồi xưa họ dùng để xay bột ha. Cái này cũng cối xưa luôn nè. Đây có cái gian cửa sổ ngay phía phòng hành lang bên hông của mình. Đây cái chảo bằng thau ha. Chảo này bằng thau. Rồi để Khoa bước vào cái khoang phòng buồng cho cô chú anh chị ha. Đây có sẵn một cái bộ ghế ngồi để gia đình mình sinh hoạt ha. Đây có một cái tủ đồng hồ và cái bộ liễn nè. Để Khoa đi xa lại cho chú anh chị mình xem ha. Bộ liễn, bộ tranh thờ ha. Bên trong cái buồng của mình, cái nhà xưa thì trong này người ta kêu là cái buồng, còn bây giờ thời buổi giờ ta kêu bằng cái phòng ngủ ha. Người xưa ta kêu bằng cái buồng. Thì mình sẽ được hai cái cửa đi vào, một cái cửa bên này bước vào và cái cửa bên hông bên đây ha. Hai cửa đi vào thì có hai cái phòng ngủ, có hai cái giường ngủ, hai cái giường ngủ bằng gỗ lim ha. Đó. Cửa sổ nè cũng được hai cánh cửa sổ. Đây có cái bộ bằng bộ ghế ngồi bằng gỗ lim, thiết kế theo kiểu hội đồng xưa. Đây là cái tủ để đây có cái tủ rồi của chúng chị. Để cho cô chú anh chị mình gia đình phụ nữ có thể để mỹ phẩm vàng bạc trong đây ha. Rồi thì tất cả các khoang nội thất bên trong nhà thì Khoa đã quay chi tiết cho cô chú anh chị mình xem. Thì bây giờ mình bước ra khoảng không gian ở ngoài phía sau. Phía sau mình chỉ là cái vườn dừa nha cô chú anh chị. Phía sau mình là cái vườn dừa. Phía sau mình là cái vườn dừa ha. Dừa trái rất là sai luôn nè. Nếu mà cái tính ra cái khoảng diện tích để mình cất cái căn nhà này là khoảng 300 m² nha cô chú anh chị. Diện tích căn nhà này là tổng diện tích là xây dựng nó khoảng 300 m², còn lại là khoảng 2.400 m² thì đang làm vườn, đây trồng dừa ha. Tổng diện tích cái căn nhà giờ thửa đất của mình là tới 2.700 m² nha cô chú anh chị. Thì khoảng không gian của mình thì trồng dừa. Phía sau cái dây đất của mình á là có một cái con rạch để cô chú anh chị mình có thể cất cái bàn trà chiêu chiêu này phía mé rạch để nghỉ dưỡng cũng được ha. Để Khoa đi thẳng phía sau đây cô chú anh chị xem. Thì trên đất và căn nhà của mình tổng diện tích nó là 2.700 m², với cái chiều ngang á là 27 m, đuôi thì nó hậu 29 m, chiều dài từ cái mặt đường á chạy dài ra tới ngoài mé rạch á là nó 97 m². Trên đất thì phía sau đang trồng dừa nè. Còn mình nhìn ở đây thì tổng quan cái căn nhà của mình mà sao mình nhìn tới ha. Đó. Trên đó phía sau mình trồng, đây là dây rau má này cho cô chú chị. Đó, rất là tươi tốt luôn nè. Mình được 1 hàng liếp, 2 hàng liếp, 3 hàng liếp, 4 hàng liếp, 5 hàng liếp ha. Tổng cộng khuôn viên cái vườn mình là khoảng 100 gốc dừa ha. Clip thì gia chủ họ bồi rất là đẹp luôn nè. Vườn xanh sạch đẹp. Nước ở đây thì ngoài sông lấy nước vào thì nước phù sa ha. Cho nên thì cây cối rất là tươi tốt luôn. Đây ha. Khoảng không gian phía hông của mình thì đang trồng một lớp số loại cây trái vô nè. Đây cây này cây chanh nè. Vú sữa, mít cũng được 4-5 gốc mít à. Cũng lớn á nè, cây cối thì trồng cũng tươi tốt ha. Đây là cái khoảng phía sau của mình có con rạch này của chú anh chị. Đó, con rạch này khoảng rộng khoảng 5 m, thì cô chú anh chị mình có thể thả đăng, thả lưới, giăng cá, hoặc là cô chú anh chị mình cất cái sàn ở đây cho mát ha. Ở đây thì gia chủ họ trồng dây mướp có trái này cô chú anh chị.
Giờ mướp cũng có trái ha. Nè, mướp trái kìa. Rồi thì Khoa xin nhắc lại là 2.700 mét vuông, với chiều ngang là 27 mét, chiều sâu là 95 mét. Mình có được căn nhà gỗ thì giá bán của cái căn nhà và thửa đất của mình là 4.200.000.000 ha. Quan tâm cứ thương lượng chủ nha cô chú anh chị, giá rất là tốt luôn. Có sẵn nhà gỗ bao cho cô chú anh chị mình 300 mét vuông thổ cư, giá chỉ có 4.200.000.000 đồng. Quan tâm thì liên hệ Khoa ha, để được Khoa tư vấn. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi ha.